SG-43 Goryunov là loại súng máy hạng trung của Liên Xô, được thiết kế, sản xuất và sử dụng trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Súng sử dụng loại đạn súng trường 7,62 54 ly và xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1943 như một mẫu thay thế cho PM M1910 Maxim và có thể gắn vào bánh xe để di chuyển dễ dàng hơn, hoặc gắn trên bệ chống 3 chân hay thậm chí là trên các xe tăng. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, nó được đổi tên thành SGM. Mẫu biến thể chuyên dùng gắn trên xe tăng còn có tên là SGMT. Súng máy SG-43 đã được xuất khẩu với số lượng lớn và được thiết kế tại nhiều quốc gia trên thế giới. Hungary đã tạo ra một biến thể nhẹ hơn là khẩu súng máy đa chức năng KGK. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, nó được sử dụng trong cuộc chiến tranh Triều Tiên và sử dụng bởi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và lực lượng quân tình nguyện của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trong chiến tranh Việt Nam, nó được sử dụng bởi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam cùng với Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại Liên Xô, súng máy SG-43 đã được thay thế bởi súng máy PK trong những năm 1960. Vào năm 1942, công việc bắt đầu tạo ra một mô hình tiên tiến hơn. Vì vậy, dưới sự lãnh đạo của PM Goryunov, một loại súng máy giá vẻ tiên tiến đã xuất hiện cho loại đạn súng trường tiêu chuẩn. Chúng ta đang nói về SG-43 với cỡ nòng 7,62 ly. Loại súng này hóa ra có thiết kế khá đơn giản, dễ chế tạo và khá dễ vận hành. Và điều quan trọng là nó là loại vũ khí đáng tin cậy. Súng máy Goryunov trở thành một ví dụ khác về cách một người không được đào tạo về thiết kế lại có thể phát minh ra loại vũ khí tuyệt vời, góp phần đánh bại kẻ thù trước hồng quân. Điều quan trọng cần lưu ý là bản thân Pyotr Goryunov trước khi chế tạo SG-43 cũng không tham gia vào việc thiết kế vũ khí, trong khi tại nhà máy Goryunov, ông được biết đến như là một bậc thầy xuất sắc. Súng máy đa dụng kiểu năm 1967, tiếng Trung năm 1967, niên thức thông dụng cơ thương, gọi ngắn gọn là súng máy kiểu 67, trong tiếng Anh được gọi là Type 67. Đây là loại súng máy đa chức năng sử dụng lò đạn 7,62 ly, được thiết kế bởi Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc. Nó có một số điểm tương đồng với súng máy PK của quân đội Liên Xô, nhưng có nhiều điểm đặc trưng của súng máy đa chức năng phương Tây và Liên Xô những năm đầu thế kỷ 20. Loại phiên bản chính thức được sản xuất đến nay, nó đã có hai mẫu cải tiến mới, 67 phiên bản 1 và 67 phiên bản 2. Type 67 được phát triển để kế thừa Type 53 SG-43, phiên bản copy của SG-43 và Type 57 phiên bản copy của SGM, vì đã quá cũ, tốc độ bắn chậm và khó mang theo. Type 67 được phát triển như một bản nâng cấp quân sự cho vũ khí hạng trung vào thời điểm đó và trở thành một trong những loại súng máy hạng trung tiêu chuẩn của quân đội Giải phóng Nhân dân. Type 67 có tốc độ bắn nhanh hơn hẳn người tiền nhiệm, khoảng từ 650 đến 700 viên trên phút, chỉ vào tầm 550 viên trên phút. Do có thiết kế gọn nhẹ, quá trình triển khai và sử dụng Type 67 cũng nhanh hơn Type 57, với tầm bắn hiệu quả của Type 67 là từ 800 đến 1000 m. Súng đi kèm với hộp tiếp đạn 100 đến 250 viên. Kiểu 67 được quân đội Trung Quốc đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 1967 và có ít nhất hai biến thể. Phiên bản 1 là một loại vũ khí có đầu nòng không có rãnh và một chân, đứng gắn vào đầu nòng dưới phía trước. Chân đứng có thể được gỡ bỏ và làm từ nhựa. Phiên bản 2 sử dụng cùng một nòng súng nhưng nhẹ hơn. Giá đỡ súng được làm bằng thép dập hay thép ống. Xạ thủ có thể gắn thêm kính viễn vọng hoặc kính nhìn đêm. Có thể nói, sự xuất hiện của Type 67 đã tạo tiền đề cho Trung Quốc tiếp tục phát triển các dòng súng máy nội địa tương tự trong khoảng thời gian ngắn sau đó, với thiết kế được tối ưu hóa tốt hơn và đáng tin cậy hơn.